Vâng, em thêm chợ Tô Đục Nam xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Rất là vui lại gặp lại quý khách hàng, quý anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Em thêm lên sóng báo giá những cái mẫu xe đang bày bán tại showroom. Quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm mẫu xe gì thì alo liên hệ trực tiếp cho em thêm theo số hotline 0987 271796 hoặc 0888 666 111 nhé. Tất cả xe nhà em thêm bán ra đều cam kết đảm bảo về chất lượng xe cho khách hàng, là xe không đâm xô tai nạn, máy móc không ngập nước, không thủy kích và thủ tục pháp lý chuẩn chỉ, không tranh chấp. Nhà em thêm thì cái giá em thêm báo ra có 3 hồ sơ. Nếu như mà quý khách hàng quý anh chị mình muốn sang tên đổi biển, em thêm sẽ rút hồ sơ quý khách hàng về, chỉ việc nộp thuế và tên thôi nhé. Có hỗ trợ banh, nhà em thêm có thể hỗ trợ banh từ 50 đến 70% giá trị xe, tùy theo đời xe nhé. Quý khách hàng quý anh chị mình quan tâm thì cứ nhấc máy alo liên hệ trực tiếp cho em thêm hai số hotline chính. Hôm nay em thêm mới về có Hyundai i10 số tự động này. i10 số tự động, chiếc này bản hatchback 2016, xe nhập các bác nhá. Chiếc này xe nhập một chủ từ mới, xe rất đẹp và cũng rất chất luôn. Xe nhập máy 1.2. Vâng ạ, em chào toàn thể quý khách hàng, em chào anh chị Thành Đạt, em chào anh Tô Lê Dũng. Forte số sàn hả? Số sàn hiện tại em còn một chiếc 2011 anh ơi. Forte số sàn hiện tại em còn 2011 nhá, 2010 mới lại 2013 khách chốt rồi, hiện tại em còn 2011. Hyundai i10 hôm nay em mới về nhập khẩu này, còn số sàn xe Việt em có 2017 nhá. Đấy, chiếc này là 2016 xe nhập, em review qua chút xíu để cho khách hàng có thể xem. Hyundai i10 xe nhập, bản đủ, số tự động, máy 1.2, sản xuất năm 2016, gọi là siêu đẹp luôn. Siêu đẹp. Vô lăng phím còi này, các bác xem qua nhé. Xe em vừa mới về đấy, chưa có spa speed gì đâu, gọi là nguyên đai nguyên kiện, em review qua thôi. Quý khách hàng của anh chị mình quan tâm alo cho em thêm nhé. Mà em thêm cho đi rửa cho sạch sẽ chút xíu. Đây, lật cả tắp lô tắp ly lên để cho các bác xem luôn thực tế cho nó chất lượng, xem các bác xem nó đến đâu. Em chào anh Tuấn Anh Nguyễn. Anh Tuấn Anh ơi, con Kia nhỉ? Xong rồi anh ơi, xong rồi, em vừa mới lấy về đang để ở cửa. Mai anh sang lấy là ok, xong xuôi của anh rồi nhá. Hyundai i10 nhập khẩu, chiếc này giá thì hơi cao cao chút xíu nhá, nhưng mà chất lượng các bác ơi, chất lượng em cam kết zin, tại vì là xe nhà em mua đẹp thì em cũng chấp nhận là xe cao, cho nên là quý khách hàng quý anh chị mình mua xe mình cũng gọi là xác định là tiền nào của đấy nhá. Đây trần lý đây, cái này là còn nguyên nhá các bác nhá, chưa có rửa dọn gì đâu. Anh Dũng Tô Ly ơi, em gửi hình ảnh cho anh xem qua được không? Xe em đang rửa anh ạ. Mấy chiếc số sàn ở nhà hôm trước em có, nhưng mà em chốt hết rồi, khách đặt cọc hết rồi, em đang rút hồ sơ. Có con 2011 màu trắng đấy, anh nát nữa anh nhắn tin cho em gửi cho anh vài hình ảnh nhá. Đấy, xe em vứt rửa, xe vừa về về là em phải cho đi rửa ráy chút xíu, mai sẽ về. Mai là ok rồi. i10 bản đủ giá là 345 các bác nhé. 2016 xe nhập một chủ từ mới, máy 1.2, chìa khóa còn cả đôi luôn. Đây em review luôn cái củ số đây. Nói chung xe đẹp chất, các bác mua chiếc này về đi thì rất là ok rồi, đi đầm chắc lắm. Nó là xe nhập mà, 2016 nhé. Bác nào quan tâm thì alo cho em thêm 0987 271796 hoặc 0888 666 111. Vai ớt số sàn em có 2017 các bác ạ. Đây em review luôn vai ớt nhé, các bác giữ máy đi, anh Đông Quân Sự ơi, vai ớt đây ạ. Vai ớt hiện tại em có 2017 nhé. Đây 2017 số sàn này, bản E máy 1.5, đăng ký biển thủ đô Hà Nội luôn. 2017 vai ớt E số sàn. Quý khách hàng quý anh chị cho em thêm xin một lượt chia sẻ đấy ạ, cho khách hàng vào đông đông chút xíu. 2017 là 375 các bác nhé, có hỗ trợ banh. 2017 hỗ trợ banh thoải mái luôn. Số sàn máy 1.5, màu vàng cát. Đấy, em chưa rửa luôn này, bẩn bẩn này. Mưa là hơi bẩn bẩn, nhưng mà chất lượng thì ok. Em thêm cam kết cho các bác về máy rồi, về tình trạng chất lượng xe là xe không đâm xô tai nạn các bác nhé.
không đâm xô tai nạn máy móc, không ngập nước, không thủy kích và có bao check bao test luôn. Quý khách hàng, quý chị, nếu như mình muốn check test thì em thêm thoải mái nhé. Các bác có thể đặt cọc cho em thêm một chút xíu, xong các bác đi check test, nếu như mà không chuẩn về em thêm hoàn lại tiền cọc, không có trừ chi phí. Đấy, khách hàng yên tâm tuyệt đối luôn. Em chào anh Tuấn, điện lạnh Y10 17 18 bản đồ số sàn máy 1.2. À, em có anh điện lạnh ơi, em có 2017 em có cho hỗ trợ trả góp nhé. Kia Morning Van em có 2014 xe nhập này. À, xe này em thêm đang đi để đi quanh quanh. Hết xe đi rồi đi con này cho gọn gàng. À, quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm thì alo cho em, chiếc này là bán tải van các bác nhé, 2014 nhập khẩu. Kia Morning bán tải van. Giá là 248 thôi ạ. Anh Đông Quân Sự ơi, showroom nhà em chuyển về số nhà 643 phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Thẳng đường quốc lộ 31 luôn này. Các bác ơi, thẳng đường quốc lộ 31 luôn và cách ngã tư Đồi Ngô ngã tư Đồi Ngô tầm khoảng hơn 100m, đem thêm ra ngoài đường chút xíu nhá. Quý khách hàng, quý chị giữ máy. Đây là thẳng đường quốc lộ 31 luôn. Đây là đường đi lên đất vải này các bác này. Đất vải trũ Lục Ngạn đấy ạ. Nhà em thêm thẳng đường quốc lộ 31 luôn. Đây các bác nhìn đèn xanh đèn đỏ này. Nhà em thêm cách ngã tư Đồi Ngô tầm khoảng hơn 100m. Đấy, các bác có thể tìm đường là đánh quốc lộ 31, đánh ngã tư Đồi Ngô là ok rồi. À, anh Tuấn điện lạnh đúng không? Nếu mà trên Lục Ngạn thì xuống ngã tư Đồi Ngô lại anh tham khảo, ưng em sẽ hỗ trợ banh cho anh nhé. Ưng em sẽ bảo em gái trên Lục Ngạn làm banh cho anh luôn. Em có đứa em ở trên Lục Ngạn chuyên làm banh. À, chiếc này này, chiếc này là 2017, là anh Tuấn điện lạnh này, 2017 nhé. Bản đủ đấy ạ. Chiếc này là bản đủ. À, anh Tuấn điện lạnh cần tư vấn theo số nào? Anh alo trực tiếp cho em số 0888666111, 0368366 và 361 nhé. Anh có thể alo luôn số đấy. Ơ đúng rồi, anh Tuấn điện lạnh anh em ở gần cây xăng đấy, gần cây xăng, gần ngã tư Đồi Ngô đấy. Nếu mà trên Lục Ngạn đi xuống thì nhà em thêm bên tay phải luôn nhé. Nhà em thêm, nếu mà trên Lục Ngạn đi xuống thì nhà em chưa đến ngã tư Đồi Ngô, gần đấy. À, một đầu em có này, Y10 một đầu anh Lê Thanh Sơn, anh đang xem đây ạ. Chị Thám Nguyễn. Vâng ạ. Kiếm dây sữa cho hai thằng nhóc chị ạ. Y10 2017 này. À, chiếc này là bản đủ các bác nhá, bản đủ như máy 1.0 ấy, máy 1.0, còn chiếc tự động kia là máy 1.2. À, hôm nay em thêm có đọc một cái bài báo trên Facebook chia sẻ với khách hàng chút xíu. Hình như chị này là bố chị này là có đi mua chiếc Vios 2016. Các bác biết mua, khách hàng mua bao nhiêu? 288 triệu, nhưng chị bảo là mua là về là chắc là kiểm tra ra thợ kiểm tra là máy bị làm rồi, thì nói chung là rất rất là nhiều vấn đề. Nhưng mà khi quay đầu xe lại thì lại không được. Chia sẻ với các bác một chút xíu, Vios 2016 nếu như bạn em máy 1.5 xịn, xe đẹp chuẩn thì không bao giờ mua được giá đấy, vì bọn em thợ cũng không mua được. Cho nên là quý khách hàng, quý chị mình mua xe xác định mua tiền nào ở đấy thì nó sẽ khác các bác ạ. Nếu mà các bác mà gọi là nghiêng về giá chút xíu thì mình đành phải cái chấp nhận là nó có giá của nó. Đấy, các bác mà mua Vios 2016 bản E thật thì làm gì có giá đấy, nếu mà xe đẹp thật sự, trừ khi là những cái chiếc xe nó có vấn đề. Em kiểm tra cái đăng kiểm chiếc đấy là máy có 1.3 thôi các bác ạ. Đấy, nhà em thêm là bán là hàng chuẩn nhá, 1.5 là chuẩn 1.5 chứ không phải 1.5 mà thành 1.3 đâu. Nên là các bác yên tâm tin tưởng xe nhà em thêm là chất lượng bao giờ cũng đặt lên hàng đầu, và bán cho khách hàng là tiền nào của đấy, chất lượng chuẩn. Chất lượng chuẩn sẽ là đáng cái đồng tiền của các bác, đắt hơn những có thể là những chỗ khác 5-7-10 triệu, thì nhưng mà chất lượng xe nhà em thêm nó sẽ khác. Y10 sedan em có 2015 anh Hoàng 6 ơi. Y10 sedan em có 2015 xe nhập nha các bác nhá, số sàn. Đấy, bác nào mà quan tâm thì có thể alo cho em thêm màu bạc. Còn chiếc Y10 2017 này là 275 triệu này. 2017 số sàn máy 1.0 bản đủ nhá các bác nhá, bản đủ. Bản đủ màu trắng này. Có bao hồ sơ? Có bao hồ sơ các bác nhá. Dám thêm báo có bao hồ sơ. 275 anh Tuấn điện lạnh nhá. Đấy, Y10 hatchback số tự động em thêm cũng có 2016. Gọi là tiền nào của đấy, nếu mà các bác mà xác định mình giá rẻ hơn thị trường hàng tiền 100 triệu thì chắc chắn là chất lượng nó sẽ theo cái giá tiền của mình mà. Em thêm thì bao giờ cũng thích là phục vụ khách hàng theo cái gọi là chất lượng đặt lên hàng đầu. Nên là quý khách hàng, quý anh chị mình đi mua xe ở đâu cũng được, các bác kiểm tra kỹ nhá.
À, đúng rồi, anh Luân Pam, nói chung là bọn em bán hàng thì không không phải là bọn em bán một con xe cho các bác là xong. Cho nên là bọn em bán thì nó còn về lâu về dài. Chứ nếu mà mình mà cam kết một đằng mà mai khách hàng ra kiểm tra một kiểu chắc chắn là khách hàng sẽ không không nghe rồi. Cho nên là kiểu gì cũng phải đặt uy tín lên hàng đầu. Em bán hàng, nếu mà bán ô tô thì em bán khá là lâu rồi. Em bán khá là lâu năm rồi. Cho nên là quý khách hàng, quý anh chị ở chất lượng bao giờ bọn em cũng đặt lên hàng đầu. À, tiếp nhá, em sẽ báo giá tiếp này. À, quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm những cái mẫu xe gì thì cứ comment cho em thêm. À, anh chị Bích Ngọc em chào anh chị ạ. À, Asen hả? Asen em đang để ở ngoài. À, anh Tuấn điện lạnh. Ok anh nhá, chiếc đấy là máy 1.0, bán tại em hết anh Hoàng Hải ơi. À, nhìn em thêm, bán hàng bao giờ cũng mã chuẩn. Ví dụ 1.0 là 1.0 và những cái chiếc vai ớt ấy nó là 1.5 chuẩn nhá các bác nhá. Nó là 1.5 chuẩn chứ không phải 1.5 mà về các bác kiểm tra thành 1.3 đâu. Không phải đâu, 1.3 đấy, những cái đấy thì nó khác. À, tiếp em sẽ báo giá tiếp cái tầm ít ít tiền này. À, bên chị có xe màu đen giá dưới 300. Em chào anh chị Vương Nhung, màu đen số sàn thì hiện tại em có Atit nhá các bác nhá, Atit màu đen này. Đấy, Atit màu đen thì chiếc này là 275 nhỉ. 275 đi. 2008 nhé, xe đẹp. Còn nếu mà những cái màu khác thì em hết rồi. Những cái mẫu khác thì em đang hết. Hôm trước em có mấy mẫu Kia số sàn tầm vừa vừa tiền 300 chút xíu nhưng mà em bán hết rồi. À, chiếc này là biển Hà Nội này, chị Nhung ơi. Chiếc này là biển Hà Nội rồi chị Vương Nhung này. Nếu mà chị mà thích màu đen thì có thể tham khảo chiếc này số, nhưng nó là số sàn không phải số tự động chị nhá. Atit 2008 số sàn. À, Vios em có 2017 các bác nhá. Vios em có 2017 ạ. Chiếc này là 275 này, 2008 xe đẹp. 1.3 chắc mua dính limo rồi. À, đúng rồi anh Tuấn điện lạnh ơi, vì giá rẻ mà 2016 mà có 288 triệu thì các bác không không thể mua được xe đẹp. 2016 mà vay ớt e chuẩn 1.5 thì không thể mua được. Đấy gọi là tiền nào của đấy, nhà em thêm bán thì các bác nhiều khi tham khảo giá thị trường. Ví dụ một chiếc 2016 mà các bác đang tham khảo kia cũng màu vàng cát nhá. Em xem chiếc đấy cũng màu vàng cát và đăng ký biển thủ đô luôn. Thế nhưng mà khi mà các bác mua các bác xem thì mình không để ý mà mình lại nghiêng về giá. Thế giá đấy mà không chốt nhanh thì họ sợ họ bán mất, là các bác mua về các bác mới xem thì hơi 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 khó xử. Thế nhà em thêm bán thì bao giờ cũng chuẩn, cam kết bằng văn bản cho các bác luôn đấy. Đây Vios em có 2017 đấy ạ. À, cũng màu vàng cát mà về máy thì làm rồi, mà máy thì 1.3 nữa cho nên là 288 triệu thì cũng phải thôi. Vì các bác nghiêng về giá thì chất lượng xe nó chỉ được vậy thôi. Chiếc này là 2017 chị nhá. Máy 1.5 này, bản nhiều khách hàng hỏi là bản đủ hay bản thiếu. Chiếc này là bản đủ các bạn. Đấy gọi là có loại limo và loại Vios e xịn. Chiếc này là 2017 xịn 375. Có hỗ trợ banh các bác thoải mái, nếu mà các bác mà quan tâm thiếu chút xíu thì em hỗ trợ banh cho nhá. Đây ạ, Kia Morning em có 2016 này nhưng mà ra ngoài này nó sẽ hơi bị tối. À, 7 chỗ hiện tại em thêm có Innova nhé. À, anh Nguyên Tuấn này. Morning nào giá thợ không em, số tự động em hết rồi anh ạ. Em còn một chiếc số sàn màu vàng cát này thôi này. Kia Morning SI bản đủ anh chị nhá, bản đủ đăng ký biển Bắc Linh, giá là 245, 2016 số sàn. Đấy, 2016 số sàn 245. Asen em có bản tiêu chuẩn nhưng mà ra đây nó hơi tối. Vios 2020 bản G em không còn các bác nhé. Vios em chỉ còn duy nhất một chiếc là 2017. Đây ra đây nó hơi tối. Nhưng mà em review em báo giá qua, quý khách hàng quý anh chị tham khảo, mình quan tâm alo liên hệ trực tiếp cho em thêm gửi thêm hình ảnh video chi tiết cho nhé. Asen tiêu chuẩn là 2019. Đấy 465 các bác nhé, số tự động xe chạy hơn 2 vạn, lốp theo xe còn đẹp. Hyundai Venna là 208 này. Bác nào thích tầm ít ít tiền thì có thể tham khảo Hyundai Venna. Chiếc này là xe nhập số sàn các bác nhé, xe nhập của Hyundai ấy, Hàn Quốc. 208 triệu này. Morning em có 2016 anh Thanh Nguyễn Trọng ơi. Anh chị Thanh Nguyễn Trọng ơi. Morning em có 2016 nhé. Chiếc này 2016 bản SI. Đấy, giá là 245. Nhưng mà các bác ơi chất lượng chuẩn nhá. Keo chỉ cột kèo vào máy móc là em thêm cam kết zin. Do hơi tối chút xíu em thêm không có review được ở trong. Nên là quý khách hàng quý anh chị mà mình muốn mình muốn xem kỹ chi tiết các bác chỉ cần nhắn tin cho em thêm vào Zalo. Em ghim trên màn hình này, hai số hotline đều có Zalo.
Nhá, hai số hotline đều có Zalo, các bác nhắn tin cho em thêm để em thêm gửi hình ảnh video cho. Ok anh Hà Cường, giữ máy đi em thêm review cho ạ. Anh Trần Sơn ơi, biển Bắc Giang em cũng có, nhưng anh quan tâm dòng gì ạ? Em có nhé, biển Bắc Giang. Quay lại con Kia. Kia hả? Kia thì đây là anh này. Anh Tuấn Anh. Anh Tuấn Anh ơi, mai mấy giờ anh lấy nhở? Nếu mà 8 giờ lấy, sáng mai em rửa sạch cho anh nhá. Tại vì là xe vừa mới làm về đấy, để mưa nó bụi đấy. Sáng mai em rửa 8, em nhớ là hôm trước anh bảo 8 giờ lấy phải không? 8 giờ anh lấy, mai em rửa dọn sạch sẽ cho anh, xong rồi anh lấy là vừa đẹp. Bán tải em hết anh Nguyễn Xuân Vân này. Đấy, Morning là 245 các bác nhé, xe đẹp. Đây em review qua vùng quanh thân vỏ chút xíu cho các bác xem vậy. Đấy, quý khách hàng, quý chị hơi tối nhỉ. Hơi tối. Là vì đây này, nhà em thêm chuẩn bị đang lắp biển bảng nên là bóng điện đứng trước nó chưa có đấy, quý khách hàng thông cảm nhé. Em đang đợi lắp bảng biển với lại lắp điện. 245 này. Đèn bi xi lông luôn. Đấy. Ông xã em bật khóa. 2016 các bác nhé, Kia Morning 2016 đăng ký biển Bắc Linh, giá là 245. Fortuner em hết rồi anh Hoàng Tú ơi. Được. Fortuner em thêm hết rồi. Đây Vios E đây, em review đường sau đây, đường sau cho các bác có thể xem được đít luôn. Đấy, Vios E 2016 máy 1.5 các bác nhé, đăng ký biển thủ đô Hà Nội, giá em báo là có bao gồm hồ sơ nhé. Có bao gồm hồ sơ. Có bao hồ sơ các bác về nộp thuế vào tên là ok rồi. Em chào anh Tuấn Nguyễn, Celato, Celato anh Tuấn Anh ở trên Vĩnh Phúc chốt rồi anh ạ. Hiện tại em còn một chiếc 2010 ở trong, chiếc này là 2011 các bác nhé, 2011 này. Em còn một chiếc 2010. Ok anh Tuấn Anh Nguyễn, mai em rửa sạch sẽ cho anh, 8:30 anh đến là ok kịp nhá, sáng mai em rửa. Vios 375. Chiếc này 2011 thì anh Tuấn Anh chốt. Em còn một chiếc 2010 nhé, các bác quan tâm giữ máy đi em thêm review cho. Em còn một chiếc 2010 Kia Celato. Xe nhập. Còn Kia Celato đời 16, 17 thì em có nhé. Thoải mái cho khách hàng có những cái lựa chọn cũng như là tầm tiền khác nhau. Anh Nguyễn Trung Hiếu ấy, Forte số sàn em còn 2011 màu trắng anh ơi. Em còn Forte số sàn 2011 màu trắng. Các bác quan tâm thì nhắn tin em thêm gửi cho vài hình ảnh có thể tham khảo qua nhé. Tại vì là xe em thêm đang đi rửa không có ở đây. Kia Celato 2019 ạ. Kia Celato 2019 sẽ chạy 2 vạn lốp theo xe còn đẹp luôn nhé các bác nhé. Lốp theo xe còn đẹp. Anh Nguyễn Khắc Viên ơi, em chào anh ạ. Tầm 400 tự động em có Kia Rio 388, anh có thích Rio không ạ? Em có Kia Rio màu trắng nhé, 2016. Em có anh Hoàng Tú ơi, 7 chỗ 400 em có, trên 400 tí hoặc là dưới 400. Em có 7 chỗ 2016 form mới nhé, 7 chỗ Innova 2016 form mới, hoặc là em có Xpander số tự động nhé, Xpander số tự động máy 1.5 siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Hoặc là Innova 2013. Đấy, những cái dòng 7 chỗ hiện tại em thêm có Innova 2013 và Innova 2016 và Xpander 2019, xe một chủ từ mới, bao đẹp và bao chất. Đấy các bác tham khảo, để mà quan tâm mẫu nào alo cho em thêm giới thiệu xe. Tại vì xe em thêm cũng để bên ngoài, để bên ngoài cái phía bên trái kia nó cũng khá là tối. Gio ok anh Nguyễn Khắc Viên, anh giữ máy đi, em thêm báo giá mấy chiếc Kia này xong em thêm sang Gio nhé. Một chiếc Kia Celato đỏ 2019 số tự động, chiếc này là máy 1.6 xe chạy 2 vạn lốp theo xe còn đẹp. Vô lăng tích hợp này, có màn hình ghế nhớ, cân bằng điện tử, điều hòa auto, đài lỗ thông minh, cửa sổ trời các bác nhé. Táp lô táp ly thì gọi là cam kết đẹp và zin, máy móc em thêm cam kết zin, bao check ba test toàn quốc. Giá là 575 triệu, hỗ trợ banh 70% giá trị xe. Gọi là keo chỉ cột kèo thì các bác cũng yên tâm tuyệt đối rồi. Tay mở nó mới như trong hãng luôn. Mở cửa ra thì thơm nguyên mùi của xe mới rồi. 575 các bác nhé. Kia Celato 2019 ạ. Một chiếc 2016. Chiếc này là máy 2.0 các bác nhé. 2.0 đăng ký biển thủ đô Hà Nội. 488 triệu. Số tự động Kia Celato 2016.
À, em thêm tắt cái flash đi chút xíu là vì để nó hơi lóa. Ghế điện các bác nhá, có ghế chỉnh điện này. Ghế chỉnh điện vô lăng tích hợp, xe chạy 5,5 vạn. Đề lộ thông minh, màn hình điều hòa auto đầy đủ và có cả cửa sổ trời luôn. Còn keo chỉ cột kèo máy số đem thêm cam kết nguyên zin bằng văn bản cho khách hàng luôn nhá. Kia Celato 2016, chiếc này là máy 2.0, giá là 488 triệu. Em có hai chiếc, một chiếc đỏ một chiếc trắng, là máy 1.6 nhá. Đấy, chiếc đen là 2.0 488, còn chiếc 2017 này là máy 1.6 này, màu trắng. 2017 số tự động, máy 1.6, giá là 498 triệu 498 các bác nhá, 498. Kia Celato, vừa tiền hiện tại em có Kia K3 này, Kia K3 2016. Quý khách hàng, quý anh chị giữ máy, em thêm review mấy cái mẫu vừa tiền nhé. Kia K3 2016, chiếc này số tự động, máy 2.0, máy 2.0 giá là 488 triệu 488. Có cửa sổ trời, có đề lộ thông minh ạ. Cửa sổ trời, đề lộ thông minh, giá em thêm báo có bao gồm hồ sơ. À chết rồi, xe chốt mất rồi. 2016 nhé, Kia K3. Như em thêm thì nói chung là mẫu xe cũng khá là đa dạng, tầm tiền nó cũng khác nhau. Quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm những cái phân khúc tiền nào, các bác có thể alo trực tiếp, em thêm sẽ tư vấn cho các bác nhé. Hai số hotline chính em ghim trên màn hình từ Facebook Nguyễn Tuân đấy ạ. 0987271796 hoặc 0888666111. Quý khách hàng, quý anh chị ơi, có một số kênh mà copy video của em thêm đăng lên kênh thì các bác cũng cũng cứ alo trực tiếp cái số hotline chính này là có thể gặp được chuẩn nhà em thêm nhé. Và địa chỉ nhà em là có một cơ sở mới duy nhất em thêm chuyển về là số nhà 643 phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, cách ngã tư Đồi Ngô tầm khoảng hơn 100m, thẳng đường quốc lộ 31 luôn. Đấy, các bác mà tìm kiếm mà ở xa các bác có thể alo chủ động trước, em thêm gửi định vị cho các bác nhé. Một chiếc Kia Rio số sàn này. Chiếc này là xe nhập các bác nhé, số sàn 2015, 320 triệu. Máy móc keo chỉ cột kèo đều zin. Đến với nhà em thêm thì các bác sẽ yên tâm về cái chất lượng xe. Nhà em thêm cũng có ship xa, nếu như mà khách hàng ở xa mà mình không tiện đi lại ấy, em thêm có ship nhé. Ship mà khi các bác mà nhận xe, khi khách hàng mà nhận xe ấy ạ, các bác kiểm tra thật kỹ, nếu chất lượng nó như cam kết thì các bác thanh toán tiền cho em thêm, còn nếu chất lượng không chuẩn thì em thêm cam kết em thêm cho quay đầu xe. Và tất nhiên là cái phí cọc thì em sẽ hoàn lại khách hàng, là vì chất lượng không chuẩn. Thế nhưng mà nếu mà chất lượng chuẩn mà khách hàng không mua thì khách hàng thanh toán cái tiền ship cho em thêm. Kia Rio 2015 các bác nhé, xe nhập, máy 1.4, giá là 320 triệu. Bao đẹp luôn các bác, táp lô táp ly bao đẹp, vô lăng phím còi đây. 2015 320. i10 thì các bác nhá, i10 hatchback em có 2017 và i10 sedan em có 2015. Đấy, các bác tham khảo, quan tâm mẫu nào alo cho em. Tầm vừa tiền hơn 200 đấy ạ. Kia Solotu nhá, em có màu đỏ 2019 này. Kia Solotu 2019 số sàn các bác nhá, số sàn. Máy 1.4, nó là anh em của Kia Rio đấy ạ. 2019 Kia Solotu số sàn, máy 1.4, xe chạy 2,5 vạn, lốp theo xe còn đẹp. Đấy, vô lăng tích hợp này. Ôi, củ số siêu mới luôn. Có màn hình các bác nhá, có màn hình này. Chìa khóa này, chìa khóa còn cả đôi này. 2019 Kia Solotu 356 triệu. Củ số siêu mới. Quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm mẫu nào thì comment cho em nhé. Trần lý siêu đẹp luôn. Kia Solotu 2019 giá là 356 triệu, có hỗ trợ banh. Hỗ trợ banh những mẫu này thì các bác yên tâm là có thể hỗ trợ lên đến 70% giá trị xe luôn. Camry em có 2012 nhé. Toyota Camry 2012, số tự động, máy 2.4 bản G. Đăng ký biển thủ đô Hà Nội luôn này, 525 triệu. Cái giá em thêm báo có bao hồ sơ. Em thêm review quanh thân vỏ chút xíu. Cái form này nói chung là rất là đẹp luôn. Camry 2012 ạ. Giá là 525 triệu.
siêu đẹp và zin nha các bác nhé. Cam kết keo chỉ cột kèo máy số đều zin. 2012 Toyota Camry. Số tự động máy 2.4 bản G. Giá là 525 triệu ạ. Quý khách hàng, quý anh chị ơi, kênh YouTube của em thêm là Chợ Ô Tô Lục Lam nhé. Các bác nếu mà muốn xem kỹ video chiếc nào thì các bác có thể vào YouTube Chợ Ô Tô Lục Lam tìm kiếm, xong mà xem những cái mẫu xe với lại chi tiết từng chiếc. Em thêm review kỹ từng chiếc máy số gầm bệ đều có nhé. Kia Celato đây ạ. Các bác nào mà quan tâm Celato nhập khẩu thì có thể tham khảo chiếc này. Chiếc này là số tự động nhé. Đây, chiếc này là số sàn này, như khách đặt cọc em thêm đang rút hồ sơ. Số sàn hiện tại em còn một chiếc 2011 và màu trắng. Chiếc này là số tự động xe nhập nhé. Kia Celato nhập khẩu 2010 có để lộ thông minh cửa sổ trời là 335 triệu. 335 các bác nhé. Kia Celato nhập khẩu, số tự động máy 1.6 này. Em thêm sang kia review chiếc Kia Rio cho các bác tham khảo nhé. Em có Rio 2016. Rio 2016 xe nhập mà nó là số tự động luôn. Vừa vừa tiền em thêm có Toyota Wingo nhé. Quý khách hàng, quý anh chị ơi, cái dòng này là xe nhập khẩu này. Toyota Wingo, chiếc này xe chạy 2 vạn, hơn 2 vạn chút xíu, lốp theo xe còn mới đẹp nhá. Máy 1.2, xe nhập khẩu Indonesia đấy ạ. 298 triệu, vừa tiền cũng rất là chất lượng luôn. Đăng ký biển 99 Bắc Linh, xe đẹp và cam kết chuẩn zin này. 2020 Toyota Wingo. Số sàn anh chị nhá, số sàn cái form này khá là rộng rãi luôn, hatchback nhưng rất là rộng, rộng hơn những cái dòng Morning. 2020 Toyota Wingo máy 1.2, xe nhập, giá là 298 triệu. Tuấn ơi, cầm cho em cái điện thoại của em. Toyota Wingo 2020 các bác nhé, số sàn máy 1.2, xe nhập, giá là 298 triệu. Những cái mẫu này thì đời 2020 các bác cũng thoải mái, có thể làm banh nhé. Có cam hành trình, cam lùi đầy đủ và cũng full màn hình luôn. Vô lăng phím còi siêu mới này. Em review qua cái nội thất chút xíu. Đây các bác xem vô lăng phím còi đây. 2020 nhé, 298 triệu Toyota Wingo. Đấy, các bác nào muốn xem thêm hình ảnh chi tiết thì có thể là nhắn tin cho em thêm hai số hotline em thêm ghim trên màn hình. Địa chỉ nhà em là số nhà 643 phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Các bác đi đến ngã tư Đồi Ngô xong alo cho em nhé. Thẳng đường quốc lộ 31 luôn, các bác cứ đến ngã tư Đồi Ngô là gần đến nhà em rồi. Một chiếc Kia Rio nhé, Rio em có 2016 số tự động này. Kia Rio 2016, chiếc này là máy 1.4 ạ, 388 triệu thôi, vừa tiền. Vừa tiền, quý khách hàng, quý anh chị có thể tham khảo những cái mẫu này. Các bác ơi, chắc mạng em đang có vấn đề là vì em thêm không đọc được comment. Em thêm không nhìn được comment của khách hàng, comment cho nên là quý khách hàng, quý anh chị ơi, các bác thông cảm nhé, không phải em thêm không trả lời đâu. Đây là em thêm đang lấy cái máy khác xem, là vì từ nãy giờ em thêm không đọc được cái phần bình luận nào của khách hàng cả. Cho nên là em thêm đang thấy lạ, do là em máy của em chắc khả năng hay do mạng rồi. Thi thoảng mạng nó cũng sẽ bị trục trặc như thế. Nên là quý khách hàng, quý anh chị ơi, các bác mà hỏi cái gì em thêm không đọc được thì các bác thông cảm nhé. Các bác có thể alo trực tiếp cho em thêm hoặc là nhắn tin vào kênh fanpage để cho em. Quý khách hàng, quý anh chị ơi, em thêm đang live stream, các bác có thể alo trực tiếp hai số hotline lúc nào cũng được. Một số của anh trai em và một số của chồng em. Nên là các bác có thể alo lúc nào cũng được, lúc nào cũng có người trả lời nhé. Do em thêm live stream nhưng mà hôm nay có sự cố là em không đọc được cái phần khách hàng bình luận. Không đọc được cái phần khách hàng comment cho nên là em thêm sẽ không trả lời được. Em cứ review báo giá thôi nhé. Còn các bác mà hỏi cái gì thì có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em thêm. Nên là quý khách hàng, quý anh chị thông cảm nhé.
từ nãy đến giờ là em thêm không không có đọc được comment nào, cho nên là em thêm kiểm tra cái máy khác thì là do cái máy chính của em, máy chủ của em không lên, không hiện. Kia Rio 2016 số tự động máy 1.4 xe nhập có bác nhá, 388 triệu thôi ạ. 388 bao hồ sơ, xe đẹp. Đẹp và bao chất các bác nhá, bao chất, bao zin. 2016 zin nhá. Đăng ký biển 12 có bao hồ sơ, đẹp lắm. 2016 số sàn em có 2015 nhá, Kia Rio. Đấy, khách hàng comment khá là nhiều. Mà em không đọc được comment của ai. Tiếp nha các bác nhá. Em sẽ review một cái mẫu xe bản sedan Honda Civic này. Em có Civic 2007, em xin lỗi. Em có Civic 2007. Atis thì hiện tại em thêm có 2008 số sàn và 2010 số tự động nhá. Số tự động em có 2010 chiếc đấy màu đen máy 2.0. Honda Civic 2007 số tự động máy 2.0 275 triệu. 275 triệu. À, anh Vân Phong Thái Anh ơi, em đọc comment của anh ở trong cái máy khác. Em có Celato 2019 màu đỏ anh ơi. Em có Celato 2019 màu đỏ anh nhá. Để em đang dùng máy. Em có một máy phụ thế nhưng mà nói chung là cũng hơi khó. 275 triệu Honda Civic. Máy chủ của em không đọc được là sẽ hơi khó. Số tự động anh chị nhá. Thôi quý khách hàng, quý anh chị thông cảm đi, có nếu mà mình quan tâm thì có thể nhắn tin cho em thêm nhé. Em thêm gửi hình ảnh qua fanpage này. Cái kênh em thêm đang live stream nhé. Quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm mẫu gì nhắn tin cho em vào kênh này. Hoặc các bác có thể alo trực tiếp cho em thêm, hai số hotline đều có Zalo nhé. Honda Civic là 275 triệu, xe đẹp, máy zin 2007 ạ. Đấy, Vios thì em thêm có 2017 thôi, em thêm giới thiệu từ đầu rồi. Vios em có 2017, số sàn máy 1.5. Khách hàng có thể nhắn tin, em thấy khá nhiều khách hàng nhắn tin vào fanpage rồi. Lát nữa em thêm xong em thêm sẽ inbox lại nhé. Civic là 275 triệu này. Hyundai i10 em thêm sẽ báo lại giá lại nhé. Hyundai i10 là 2017, 275. i10 em có 17 số sàn này, 275. Và em có số tự động là 2016, xe nhập máy 1.2. Giá có bao hồ sơ là 345 các bác nhé. 2016 như xe một chủ từ mới, bao đẹp. Bao đẹp. Còn Kia Morning Van thì em có 2014 này. Kia Morning bán tải van em có 2014 số tự động. Số tự động xe nhập các bác nhé, xe nhập Hàn đấy ạ. Kia Morning 2014 màu xanh siêu đẹp luôn. 248 triệu. Đấy, hơn 200 các bác có thể mua những cái dòng này đi cũng rất là chất luôn. Còn Morning số sàn bản đủ em có 2016 nhé. Morning số sàn bản đủ này, bản SI 245 triệu. 7 chỗ em có 2016 và 2013. Còn nhiều xe đầu lắm các bác, nhưng mà nó tối quá. Review khách hàng cũng không xem được. Accent bản tiêu chuẩn em có 2019. Đấy, nhiều mẫu xe lắm. Kia Forte số sàn em có 2011. Em giới thiệu vậy, các bác mà quan tâm mẫu nào thì các bác cứ alo cho em nhé. Đấy, nhiều khi em live stream cũng có thể không có review được hết. Sáng mai, trưa mai em tranh thủ để live stream buổi trưa sẽ tiện hơn. Celato đây em có 2019 này, máy 1.6 nhá, số tự động, form mới 2019. Xe chạy 2 vạn nốt theo xe còn siêu đẹp, siêu mới. Đấy, 7 chỗ em có Innova, có Xpander. Các bác quan tâm mẫu nào thì cứ comment và alo cho em nhé. Đấy, Atis 208 này. Atis 208 là 278, nhưng vừa lấy em báo 275 thì thôi báo 275 đi. 275. 2008 số sàn máy 1.8 bản G. Đấy, xe nhà em chất đẹp thì em thêm có lộc lá chút xíu thôi các bác ạ, không có bớt được nhiều. Bớt vài 30 triệu là em thêm lỗ. Em mua xe đẹp thì cũng chấp nhận là cái giá thành nó cũng cao hơn thị trường chút xíu. Nên là quý khách hàng, quý anh chị thì mình đi xem xe, nếu như chất lượng ở nơi khác không hơn với lại giá thành nó cũng không rẻ hơn thì các bác lại về ủng hộ em nhé. Lại quay về ủng hộ em thêm. Là vì chất lượng xe thì các bác yên tâm là em có cam kết, có đảm bảo cho khách hàng bằng văn bản rồi, có bao check bao test luôn. Anh Nguyễn Hải, anh chị Nguyễn Hải ơi, em đang đọc comment từ máy khác. Em đọc comment từ máy khác. Các bác ơi, Morning em có 2016 nhá.
Kia Morning em có 2016. Em chia sẻ với các bác rồi, hôm nay máy của em, máy chủ của em không đọc được comment đâu. Kia Morning em có 2016 nhá. Morning 2016 thì giá là 245, bản đủ bản SI đấy ạ. Bản SI nhá. Màu vàng cát này, 2016 245 triệu. Đấy bản Accent bản tiêu chuẩn là 465 2019. Xe đẹp và chạy ít. Vios 2017 nhá. Vios 2017 máy 1.5. Chiếc này giá là 375. Xe mới về, bao đẹp. Nói chung là bao đẹp và bao zin cho các bác nhé. Còn nếu mà để rẻ thì em không, em thêm không dám bao rẻ, em thêm chỉ dám bao về chất lượng xe thôi. Đấy, quý khách hàng Quỳnh Chị ơi, bây giờ em thêm nghỉ báo giá, các bác có thể hỏi những cái gì em. À, nhưng mà giờ em thêm không đọc được comment. Comment không có hiện. Comment không hiện lên thế mới khổ chứ. Buồn quá. Nhiều mẫu xe đẹp, quý khách hàng quý chị mình quan tâm mẫu gì alo em thêm tư vấn cho nhé. Đấy, số hotline thì em có ghim trên màn hình này. Kênh em thì có công khai chuẩn về giá, em thêm thường xuyên live stream báo giá những cái mẫu xe mới về cũng như là mẫu xe đang bày bán, nên là quý khách hàng quý chị mình muốn tham khảo cũng rất là tiện. Đấy, nhiều khi các bác mà tham khảo giá xong thì các bác có thể mình đi xem những cái showroom khác và đánh giá về chất lượng xe các bác nhé. Đánh giá chất lượng xe chứ đừng đánh giá giá không. Đấy, em review lại thôi, các bác quan tâm mẫu nào không xem được live stream thì alo cho em nhé. Em thêm chuẩn bị xin phép nghỉ đây ạ. Đấy, quý khách hàng, quý chị hôm nay thứ hai nhưng mà các bác lại ủng hộ em rất là nhiệt tình luôn. Quý khách hàng Quỳnh Chị ơi, em thêm xin phép nghỉ live stream nhé. Các bác quan tâm mẫu gì thì alo cho em hai số hotline chính 0987271796 hoặc 0888666111. Đấy, Atit hiện tại thì em thêm có Atit 08 số sàn và Atit 2010 là số tự động. Đấy, các bác mà quan tâm mẫu gì thì nhấc máy alo cho em thêm hoặc đến xem xe trực tiếp tại chợ ô tô Lục Lam nhé. Chợ ô tô Lục Lam, số nhà 643 phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Lam, tỉnh Bắc Giang. Thẳng đường quốc lộ 31 luôn, nhém thêm cách ngã tư Đồi Ngô có hơn 100m thôi ạ. Quý khách hàng quý chị rất là dễ tìm kiếm nhé, thẳng đường quốc lộ 31. Đấy, khách hàng mà ở xa thì các bác chủ động alo liên hệ trước, em thêm gửi định vị cho nhé. Em thêm thì có cam kết đảm bảo chất lượng và có hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp. Các bác mà muốn sẽ mua xe trả góp thì có thể alo liên hệ em thêm, sẽ hướng dẫn các thủ tục cũng rất là đơn giản thôi. Quan trọng là các bác phối hợp. Em thêm xin phép nghỉ like nhé. Quý khách hàng quý chị ơi, cho em thêm gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý khách hàng quý chị đã quan tâm cũng như là theo dõi, ủng hộ kênh của em. Và quý khách hàng quý chị xem kênh thì nhớ cho em thêm xin một nút đăng ký kênh nhé. Các bác ấn theo dõi ạ. Các bác ấn nút theo dõi, còn khách hàng mà xem kênh YouTube thì ấn nút đăng ký kênh ủng hộ em với. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý khách hàng quý chị ạ.